Lời Chúa trong thư tín nhắc của Thánh Gioan Phaolô đồ anh em hay lẽ, căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng chúng ta quy y Chúa, đó là chúng ta tuân giữ điều răn của người. Ai nói rằng mình hiểu người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không thể sống ở nơi người ấy. Còn lẽ ai giữ lời người này? Nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên họ thảo căn cứ vào đó. Chúng ta biết mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên con đường Đức Kitô đã đem anh em nghe. Đây không phải là một điều răn mới. Tôi biết cha nghe, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới. Tôi biết cha nghe, điều ấy thật là thế. Nơi Đức Giêsu và nơi anh em, bởi vì trong bóng tối đang đi qua và ánh sáng sự thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà với anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên vấp phải. Nhưng ai biết anh em mình thì ở lại trong bóng tối và đi trong bóng tối mà đâu, vì bóng tối đã làm cho các anh em bắt người ấy ra mù quáng. Đó là lời Chúa. Cháu có là dấu hiệu
thánh. Còn chính bà, một người gương sẽ thâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Lời ngợi Chúa, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, còn lại các phần sau của bản văn ngày hôm nay, chúng ta cũng cảm thấy cái nỗi nhất là cái nỗi lo của bé mới mẹ đến vui xe khi nghe ông Simeon như khi là nói tiên tri và biết cái điều cái Maria là như vậy. Cho bé này là những lần duyên cớ của mình cái một suy tư của cha mẹ từ cái hoàn cảnh mình mới sinh ra. Ở đây chúng ta tiếp nối cái suy nghĩ mà bạn tâm của chúng ta đã nghe được vừa rồi. Ngày hôm nay chúng ta nghe lại nữa thì chắc hẳn là chúng ta sẽ thấm nhiều hơn. Chúa Giêsu được dâng vào đền thờ và chúng ta thấy một cụ nhà Simeon, một người đạo đức đầy thánh thần đã chúc tụng, cái câu chúc tụng đã được đặt lên ra nhiều lên phục vụ vào giờ kinh tối. Ai đã kinh tối sách nhật tuần á thì không muốn phải cúi giờ đây cho nên là Chúa xin để tôi tới đặt mình ra đi vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa này đã sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường phía bên ngoài liên quan của sai trên nhà được đặt sau bài lời Chúa trong kinh tối nói đến rằng đó là mỗi người chúng ta khi đặt lên đời này là phó dân cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Cái tên đi vào cũng có chết, đi vào cũng chết, Chúa vì đã được biết ơn của Chúa rồi. Đó là cái nỗi niềm mong mỏi của ông Simeon. Và chúng ta đến thành phố của Kinh Tố, thì cái điều đó, cái điều mong mỏi đó là chúng ta có được chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta dâng lên Ngài trong suốt cuộc đời sống của chúng ta, được phong bế Ngài và được nước Ngài vào lòng chúng ta. Giờ đây, đêm đêm, chúng ta cũng chiên Chúa, các cái con đi và Thiên Chúa sẽ là niềm mong đợi của Israel thì có thể là của những ai đã được cứu tội và của mọi người ánh sáng soi đường cho bên ngoài. Một câu rất là ngắn mà nói được chúng ta hết là cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý bà chị em, ngày được cứu tội chúng ta được dâng cho Chúa, xin Chúa cho chúng ta cùng trở thành những chiến cụ bình an của Chúa, là ơn cứu độ, những cái ơn cứu độ của Chúa là niềm nâng đỡ cho anh em chúng ta và cũng là dấu chỉ ánh sáng cho mặt bên ngoài người chúng ta được mang trong mình ánh sáng để chúng ta đã nhận chúng ta được cứu rồi. Và xin Chúa cho một người chúng ta trở thành chiến cụ bình an và ánh sáng cho muôn dân.